Hứa thề và đảm bảo nếu hôm nay thử thì thử đúng hòm thôi. Thử đúng hòm rồi đi ngủ thôi. À, mà là cái hình người Nga mi luôn hả? Ông nãy giờ làm việc không để xem. À, hình người Nga mi là tôi hack được không ơi? À, gì mà bạn gì về hỏi nhỉ, nó bị trôi tin nhá. Dự phòng với chiến thần là cùng một server bạn ơi. Nó gọi là dự phòng cho cái như kiểu là một cổng chính và một cổng phụ ấy. Thử một hòm nhá, một hòm định Giang Sơn này gì. Ở chơi nhá, chơi nhá, chơi. Chỗ này còn 390 này. Một chìa, một chìa thôi nhé, không không ham. Tôi thề là tôi không ham như lần trước nữa. Lần trước tôi mở một phát đến 20 hòm ấy đen, hôm nay tôi chỉ mở một hòm thôi. Để cái hòm này ra đây, bắt đầu nhá, mở này. Hôm nay không nhớ nữa, tôi thề tôi không nhớ nữa, tôi mở luôn. Như nhớ thì nó đen lắm. Nào, hy vọng là được một viên công lực đan cộng một cái suyết, hai cái đó là lãi. Nếu được một viên công lực đan này, những trường hợp xảy ra này, ví dụ được một cái yếu quyết này, và một viên công lực đan này, một cái yếu quyết, một viên ngọc thể trang này, một cái yếu quyết, một viên xích long thạch này. Đấy, hoặc là một viên công lực đan, một viên ngọc thể trang, một viên công lực đan, một cái xuyết, một viên công lực đan, một cái thổi bằng trâu. Đây đây đây, tao ra thôi, hẹn gặp lại các bạn ở buổi livestream ngày mai nhé. Mở sớm nhất một tí thì có thể là ăn cái yêu quyết tiêu dao rồi đấy. Thôi, mình động viên mình là phấn chấn, không được buồn đấy các bạn nhé, không được buồn. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi livestream ngày mai, bye bye. À, nhớ đăng ký kênh nhấn chuông nhá, nhớ ủng hộ mình đăng ký kênh nhấn chuông nhé. Lần sau vào việc luôn, tôi chừa rồi, tôi không nói chuyện nữa. Có lẽ tôi mở sớm hơn một bước thì ăn rồi đấy.